Xin mời các bạn trở lại với sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trận đấu nằm trong khuôn khổ bảng G của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã có một thế trận vững vàng, có những thời điểm bùng nổ và điều quan trọng hơn cả là bàn thắng mở tỷ số. Một pha ghi bàn rất đẹp, một tình huống kết hợp nhuần nhuyễn giữa pha chuyền bóng từ tuyến dưới của trung vệ Quế Ngọc Hải và tình huống tiếp cận và dứt điểm một chạm với cảm giác tuyệt vời của Nguyễn Quang Hải. Vào đầu hiệp 2 thì bên phía đội tuyển Việt Nam đã có một sự thay đổi người. Hiệp 2 của trận đấu vừa đã bắt đầu. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên thì Nguyễn Tuấn Anh đã được cho ra nghỉ và vào thế chỗ của Tuấn Anh là Đức Huy. Lúc này chúng ta đã dẫn với tỷ số 1-0 và Đức Huy là cầu thủ có thể phòng ngự tốt ở khu vực giữa sân. Đức Huy là cầu thủ có sức mạnh, sẵn sàng tranh chấp mạnh mẽ. Đến lúc này Malaysia chưa thay người. So với tại giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái thì Malaysia đã tỏ ra cân đối và nhuyễn hơn. Malaysia đã khiến cho Việt Nam gặp những phút khó khăn, tuy nhiên chúng ta đã vượt qua và ghi bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng đầu tiên ở vòng loại cấp. Một pha ngả người quá đẹp của Quang Hải sau đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Trong thế trận tấn công của đội tuyển Malaysia ở hiệp 1 thì cũng đã có một vài khoảnh khắc chúng ta cảm thấy không thật sự yên tâm với cách chơi phòng ngự của Đặng Văn Lâm và các đồng đội. Nhưng nhìn chung, thế trận của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1 của trận đấu này vẫn là một thế trận đã được huấn luyện viên Park Hang-seo dày công xây dựng. Đó là một nền tảng vững vàng với các trung vệ chơi kín kẽ, vòng lót hợp lý. Họ tỏ ra điềm tĩnh và nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội khác, tạo ra một thế trận có tính liên lạc ở phần sân nhà. Phải mất tương đối lâu thời gian trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển Việt Nam mới có được sự kết nối ở phía trên. Nhưng điều quan trọng là nhịp chơi, cách chơi của đội tuyển Việt Nam đã được định hình một cách hết sức rõ nét. Ở đầu trận, Quang Hải di chuyển rộng, tạo ra những sự thu hút khác nhau. Và ở thời điểm đó thì Công Phượng và Văn Toàn thay nhau tạo ra những tình huống đâm lao để tạo ra sức hút. Nhưng ở một loạt những thời điểm mà Quang Hải đã đến gần với bàn thắng thì tiền vệ công của câu lạc bộ Hà Nội đã đến rất gần với khung thành đối phương bằng những pha xâm nhập rất nhanh. Và những pha tiếp bóng một chạm của Quang Hải đã tạo ra một sự khác biệt. Vào lúc này thì Malaysia đã có sự phối hợp khá tốt giữa trung vệ và hậu biên. Họ không còn để hở nách hàng phòng ngự như những giải đấu trước. Cầu thủ vừa chạm bóng là Sumare. Trong hiệp 1 của trận đấu, Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu đã khống chế tốt Sumare ở bên cánh phải của Malaysia. Cầu thủ ném biên là Đoàn Văn Hậu. Công Phượng. Quang Hải. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn rất nhanh. Trọng tài xác định Văn Toàn là cầu thủ chạm bóng cuối cùng. Tình huống tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam được bắt nguồn từ cú vặn lườn có thể nói là đẳng cấp của Quang Hải. Một khoảnh khắc mà gợi lại cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về ở AFF Cup. Quang Hải có thân trên rất dẻo, giúp cho anh có thể làm động tác giả, thực hiện những pha ngả người và cả những quả bỏ bóng rất điệu nghệ. Và lúc này thì được câu lạc bộ Hà Nội đã hoàn thành những nhiệm vụ của mình ở cả V-League cũng như AFC Cup.
đáng tiếc là họ không thể đi sâu hơn nữa. Nhưng với nhiều người thì đó có vẻ lại là tin mừng cho đội tuyển quốc gia với một loạt những nhiệm vụ trước mắt. Và quả thực là sau trận đấu đầu tiên trên đất Thái Lan có phong độ không được ưng ý, thì những gì mà Quang Hải đã thể hiện trong hiệp 1 của trận gặp Malaysia này là tuyệt vời. Sumare, Matthew Davis, Corbin Ong. Đường truyền vừa rồi là của Safawi Rashid. Corbin Ong. Hùng Dũng. Công Phượng. Có lẽ là những phút tới Malaysia tiếp tục pressing tầm cao. Matthew Davis, Sumare, và đèo người có thể nói là rất tỉnh táo của Quế Ngọc Hải. Đó là một pha xử lý rất kinh nghiệm, không cần phải can thiệp sâu. Sự có mặt của Quế Ngọc Hải bên cạnh Sumare đã khiến cho cầu thủ đã nhập tịch bên phía đội tuyển Malaysia chỉ có thể có một cú chích mũi chẳng đi về đâu cả. Hùng Dũng, Văn Toàn, Hùng Dũng, Quang Hải, Đức Huy, Trọng Hoàng đang di chuyển, mở bóng rất đẹp. Trọng Hoàng chờ đồng đội lên, vẫn là được chuyền vào. Rất tiếc đó là một pha xử lý thì quá chân của Trọng Hoàng. Chân trái không phải là chân thuận của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng vẫn luôn rất thuần thục với những pha dâng lên ở bên phải, bởi vì thực ra trước đây anh được đào tạo để đá tiền vệ cánh. Nhưng pha bóng không an toàn của các cầu thủ Malaysia. Đội Việt Nam vẫn đang chơi bình tĩnh và có được sự uyển chuyển cần thiết. Vừa có lỗi của Đức Huy. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe năm nay 51 tuổi. Khi còn là cầu thủ, ông từng là một tiền vệ chơi cho các đội Kedah, Penang và Kelantan. Tan Cheng Hoe đã dẫn dắt các đội trẻ của Malaysia từ U17, U19, U23 cho đến khi làm đội tuyển cách đây 2 năm. Nusarun Talaha. Lỗi chơi bóng vòng tay của số 9 bên phía đội bóng áo vàng. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC, trận đấu giữa đội Việt Nam và Malaysia. Đây là trận đấu tại bảng H vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn với tỷ số 1-0. Quang Hải mở tỷ số ở cuối hiệp 1 với pha ngả người rất đẹp. Cầu thủ Việt Nam đang chơi phòng ngự phản công.
Sumare. Lại là Sumare. Quang Hải. Theo quan sát của chúng tôi thì Malaysia chuẩn bị thay người. Lão tướng Talaha sẽ rời sân. Trước khi rời sân thì Talaha là người đá cao nhất trang công của Malaysia. Phía sau anh là cao thủ Brandon Gan, Halim Sari và Shafiq Ahmad. Vào sân thay người là số 19 Akhir Rashid. Akhir Rashid là một cầu thủ trẻ có xu hướng chơi ở ngoài biên. Đó là người đã từng được xuất hiện từ AFF Cup năm 2018. Sau khi Nosarun Talaha rời sân thì Sumare sẽ chơi vị trí tiền đạo cắm bên phía đội tuyển Malaysia. Akhir Rashid vào sân để chơi trách bên phía cánh phải. Sức mạnh tấn công của đội tuyển Malaysia chưa được thể hiện một cách đầy đủ. Tính cơ động của các mũi nhọn bên phía đội bóng áo vàng đang còn có những hạn chế. Nhưng điều mà tôi cảm nhận thấy rõ rệt nhất là việc họ không có được một động lực tấn công đủ mạnh từ cặp tiền vệ trung tâm. Đó là sự thay đổi về mặt nhân sự tương đối rõ so với thời AFF Cup. Nhưng những gì mà những cầu thủ như Brendan Gan đem lại cho đội bóng áo vàng kể từ đầu trận nó không thật sự là đầy đủ, không thật sự là một sự cải thiện đúng nghĩa về mặt chất lượng cho những đợt phát động tấn công. Có thể nói ngày hôm nay ông Pang Sơ đã rất có lý khi để cho Công Phượng thi đấu chính thức. Công Phượng ở đây không được đá nhiều và kém duyên ghi bàn. Tuy nhiên nếu đá từ đầu thì anh sẽ có thể phá sức đối phương. Thực tế là trong hiệp một sức mạnh cũng như khả năng di chuyển Công Phượng đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Malaysia, đặc biệt là bộ đôi trung vệ. Copinong. Brendan Gan. Matthew Davis. Sarun. Bộ đôi trung vệ của Malaysia lúc này vẫn là Sarun và Zafuan Adin. Copinong. Thẻ vàng thứ 3 trong trận đấu. Vừa rồi là chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong hiệp 1 mỗi bên đã phải nhận một thẻ vàng. Ta cùng xem lại tình huống này. Pha phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng của Đoàn Văn Hậu. Đứng trước bóng vẫn là cái chân trái rất nguy hiểm của Safi Rashid. Văn Lâm đã đẩy bóng ra.
áp sát rất kịp thời. Công Phượng vẫn là Công Phượng, rất tiếc là đã không thể có được một sự liên lạc giữa Công Phượng và đồng đội. Phút thứ 60 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-0. Công Phượng vẫn đang chơi đầy cố gắng nhưng phải nói là đang rất khó khăn để tìm được cảm giác tốt nhất của mình. Văn Toàn. Đường chuyền quá sâu, đó là pha chuyền bóng của Siavik Amat. Đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm thắng lợi đầu tiên ở vòng World Cup. Và lúc này thì công ty City Group đã đưa ra quyết định là sẽ tăng thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng nếu đội Việt Nam thắng Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay. Kobe Nhong. Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi người, sự thay đổi dành cho vị trí tiền đạo. Anh Đức sẽ vào sân và bây giờ là Văn Toàn. Không có lỗi của hậu vệ đối phương. Trọng Hoàng bắt bài. Rashid. Trên hàng công của Malaysia lúc này người đá cao nhất là Siavik Amat. Đoàn Văn Hậu. Anh Đức vào sân thay cho Công Phượng. Đó là quyết định hai người hoàn toàn hợp lý. Công Phượng không đá chính ngày hôm nay, tuy nhiên anh đá quần thảo với hậu vệ Malaysia rất dữ dội. Và lúc này anh Đức vào, chúng ta hy vọng anh Đức sẽ phát huy kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của mình ở những pha dứt điểm. Vâng, chúng ta hãy dành những sự chia sẻ cho những gì mà Công Phượng đã đóng góp ở trận đấu này và hãy coi đó là một ý đồ chiến thuật có giá trị của huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn phần còn lại của trận đấu ở vị trí thứ 50 nhọn, đó là một hy vọng. Anh Đức tuổi đã lớn nhưng kinh nghiệm thì rất dồi dào và chưa bao giờ là không nguy hiểm với bóng đá Malaysia cả. Ở trận đấu tại vòng bảng AFF Cup, anh Đức đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Lúc này chúng ta cùng chờ đợi anh Đức vào sân và ghi bàn giống như anh đã làm ở lượt về chung kết cũng như là trận đấu hai đội gặp nhau tại vòng bảng. Sumare, luôn có hai cầu Việt Nam theo sát Sumare. Quang Hải, đây là Văn Toàn. Trọng tài đã thổi phạt Matthew Davis, kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng.
Đến lúc này mỗi bên đã phải nhận hai thẻ vàng. Ở trận đấu ngày hôm nay, Quang Hải thường xuyên giật về chơi như một tiền vệ và lúc đó đội Việt Nam đá với số chiến thuật 3-5-2. Hai mươi phút đầu tiên của hiệp hai đã diễn ra với một tình thế mà đội tuyển Việt Nam có phần nhường sân, thậm chí nhường bóng cho đối phương, nhưng thế trận của đội tuyển Malaysia có được không có gì đặc biệt. Đây hoàn toàn có thể đã là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò lại có những giây phút bùng lên. Người đá phạt sẽ là Hùng Dũng. Hùng Dũng hoàn toàn có thể đá thẳng vào cầu môn của thủ môn Farizan. Anh là cầu thủ sút bóng tốt. Và đây là thời điểm đội Việt Nam tâm lý đang thuận lợi. Đỗ Hùng Dũng. Một pha phối hợp để Quang Hải dứt điểm. Hơi thiếu một chút chính xác. Ở câu lạc bộ Hà Nội thì Quang Hải thường xuyên có những pha bắt vô lê sau những quả phạt của đồng đội. Ý tưởng là không tồi chút nào. Đường truyền của Hùng Dũng hơi cao hơn so với yêu cầu. Thiếu chút nữa thì Quang Hải đã có thể kết thúc bằng một tình huống chẳng khác gì ở môn cầu mây. Halim Sari. Halim Sari là cầu thủ của câu lạc bộ Selangor, đội bóng giàu truyền thống của Malaysia. Sumare. Trọng Hoàng. Vẫn là một cái chơi chặt chẽ rất kỷ luật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đường chuyền ngang bất cần, hết sức nguy hiểm. Rất may là Bùi Tiến Dũng đã kịp xoạc bóng. Đức Huy. Quả chuyền của Hùng Dũng. Đây là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng và Có Bình Nhong. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc cho đội chủ nhà. Xét về tổng thể cho đến lúc này thì độ chững chạc, đĩnh đạc trên tất cả các tuyến vẫn thuộc về đội tuyển Việt Nam nhiều hơn. Và thế dẫn trước của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Quang Hải đá phạt góc. Hiệp 2 đã trôi qua khoảng một nửa thời gian. Cầu thủ sinh ra lớn lên tại Úc, Brandon Gan. Vừa rồi đã có sự phàn nàn với trọng tài chính người Iran, Bonia Difat. Quả phạt góc của Quang Hải. Đỗ Hùng Dũng. Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng. Và chơi bóng một chạm rất hay. Bùi Tiến Dũng bị phạm lỗi. Thêm một quả phạt góc. Không, thêm một quả phạt nữa trách bên phía cánh trái cho đội tuyển Việt Nam. Lại là lỗi của Matthew Davis.
Đây là lỗi của Brendan Gan chứ không phải Matthew David. David và Gan đều là những cầu thủ gốc Úc. Vẫn là đội Hồng Dũng thực hiện quả đá phạt gần cột cờ góc phía bên trái. Hy vọng lần này chúng ta sẽ làm tốt hơn. Liệu có một pha dứt điểm tuyến 2 nữa hay không khi mà Quang Hải đang đứng tương đối xa? Quả treo bóng Hùng Dũng. Đó là một pha dứt điểm. Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ thi đấu có thể có thời điểm khá thầm lặng. Tuy nhiên nếu cần luôn là cầu thủ sút bóng tốt. Malaysia đang chiếm 50% thời gian kiểm soát bóng. Brendan Gan. Những pha phối hợp rất nhọc nhằn của đội bóng áo vàng. Cầu thủ Việt Nam đang thử thách sự kiên nhẫn của Malaysia. Đường chuyền vào là của Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn giữ được bóng rồi. Hùng Dũng cầm bóng đột phá, đường chuyền vào không được. Văn Toàn tuyến này, Đức Huy không thể dứt điểm. Trọng Hoàng, Quang Hải. Tiếp tục xâm nhập. Trọng Hoàng tuyến này. Cuối cùng là của Anh Đức. Anh Đức đã lên tiếng. Lão tướng Anh Đức suýt nữa nâng tỷ số trận đấu lên 2-0, điều mà anh đã làm ở trận đấu tại vòng bảng cách đây gần một năm. Không có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ở đợt tấn công vừa rồi, nhưng một lần nữa chúng ta cần phải ghi nhận sự đĩnh đạc của đội bóng áo đỏ. Không ghi bàn ở tình huống trước, chúng ta bình tĩnh tổ chức lại và tiếp tục có những pha xâm nhập để rồi có một tình huống lợi hại hơn. Với những pha bóng như vừa rồi thì chúng ta một lần nữa có thể khẳng định rằng khoảng cách về mặt tỷ số có thể không nói lên sự khác biệt về trình độ, về đẳng cấp, về bản lĩnh của hai đội bóng vào thời điểm này. Rất điều nghệ Đoàn Văn Hậu. Đội Việt Nam vẫn có thể thay thêm một cầu thủ. Đến lúc này Malaysia mới thay một người. Bùi Tiến Dũng đá phạt. Đường chuyền của Brendan Gan. Rashid và ngăn chặn kịp thời, ngăn xả, cuối cùng chỉ là ném biên. Một điểm ưu cho một loạt những động tác xử lý vừa rồi của đội trưởng Quế Ngọc Hải, bọc lót cho người đàn em của mình là Đoàn Văn Hậu và sau đó là một nỗ lực cứu quả phạt góc rất nguy hiểm. Pha dứt điểm của Brendan Gan.
Đây là trận đấu mà theo chân Malaysia sang Việt Nam có hơn 400 cổ động viên. VFF đã để dành gần 1.000 ghế khán đài cho cổ động viên Malaysia. Không có lỗi. Pha đi bóng của Mohamed Akia. Trọng Hoàng. Đức Huy. Càng chơi các thủ áo đỏ càng tỏ ra nhuyễn hơn. Họ đang hừng hực khí thế và có thể nói rằng tràn đầy cảm hứng. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Quả phạt cho đội tuyển Việt Nam. Anh Đức, Quang Hải, Văn Tuấn, bàn thắng có thể đến với Việt Nam bất kỳ lúc nào. Cầu thủ Việt Nam có nhiều phương án để tiếp cận cầu môn của thủ môn Farizan. Ở góc quan sát của chúng tôi trên khán đài của sân Mỹ Đình thì mình có thể thấy hết được sự sắc bén mà đường truyền của Quang Hải vừa tạo ra cho Văn Toàn. Với những tình huống xử lý như thế thì rõ ràng cặp trung vệ của Malaysia sẽ cần phải chơi hết sức tỉnh táo thì mới có thể ngăn chặn. Đức Huy là người thường xuyên đá thấp ở hàng tiền vệ để hỗ trợ cho bộ ba trung vệ. Quang Hải vừa rồi đã lùi về rất sâu. Kevin Young. Cầu thủ bị đau của đội tuyển Malaysia là trung vệ số 7 Aidin Zafuan. 5 ngày sau trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có một trận đấu nữa ở vòng loại của World Cup 2022, trận làm khách trên sân của Indonesia. Cũng ở lượt đấu mà chúng ta đang gặp Malaysia thì Indonesia sẽ phải làm khách trên sân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội bóng tạm coi là mạnh nhất của bảng đấu này. Không loại trừ khả năng Indonesia sẽ thua thêm một trận đấu nữa. Và nếu như đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước Malaysia, mọi chuyện hoàn toàn có thể sẽ diễn ra theo một chiều hướng thuận lợi hơn ở trận đấu tiếp theo, dù chúng ta sẽ phải làm khách. Chúng tôi sẽ nhắc lại là vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay, trên các kênh VTC3 và VTC9, khán giả có thể theo dõi cuộc đối đầu giữa UAE và Indonesia. Đài truyền hình cơ số VC gửi đến khán giả 7 trên 8 trận đấu của Việt Nam tại vòng loại, cùng với đó là các trận đấu của UAE và Malaysia. Về cơ bản, những gì đang diễn ra rất giống với khi Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup. Mặc dù lúc này Malaysia đã vững vàng hơn, đội tuyển Việt Nam có những khó khăn, tuy nhiên lực lượng lúc này cũng đã có thêm kinh nghiệm và lực lượng lúc này dày hơn. Đội tuyển Việt Nam gặp phải một số vấn đề trong lần tập trung này, tuy nhiên đó là những vấn đề theo chúng tôi phần nào đó là đáng mừng. Có những sự hồi hộp của những người đi đá nước ngoài trở về và cũng có những băn khoăn về phong độ của cầu thủ Hà Nội.
lọt sâu vào cúp AFC. Đó là những sự khó khăn phải đối mặt của một nền bóng đá đang vươn mình. Tôi nghĩ rằng những khó khăn là điều vẫn thường xuất hiện ở đâu đó trong bất cứ một lĩnh vực nào, không chỉ là câu chuyện của bóng đá Việt Nam, của đội tuyển Việt Nam. Vấn đề là luôn tìm ra cách giải pháp mang tính tối ưu. Và với đội tuyển Việt Nam, quá trình chuẩn bị vừa qua đã được thể hiện một cách có thể nói là hết sức hợp lý với những gì mà chúng ta đã thấy cho đến trận đấu này. Có thể nói đội Việt Nam lúc thì ở bảng đấu khó khăn, lúc thì thuận lợi, và có thể có những lúc có những vấn đề. Tuy nhiên ông Park Seo luôn biết cách dẫn dắt đội Việt Nam lọt vào sâu nhất, đi xa nhất có thể. Đoàn Văn Hậu đang bị chuột rút. Quãng đường di chuyển của Đoàn Văn Hậu trở về với đội tuyển Việt Nam để tham dự trận đấu này gặp những trở ngại. Điều đó đã ảnh hưởng phần nào. Đoàn Văn Hậu đã có một trận đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên nếu xét kỹ ra thì những tình huống lên biên của Văn Hậu có thể ví được thi đấu ở đỉnh cao nên ảnh hưởng về sự sắc bén nhất định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đây đã từng là chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Quảng Nam. Ông giữ vị trí này vào thời điểm Quảng Nam còn thi đấu tài giảng nhất. Quả phạt góc cho Malaysia. Akia. Cú đá từ tuyến hai không chính xác. Cầu thủ Malaysia đang bị đau là Halim Sari. Malaysia có thể thay thêm hai cầu thủ. Bên phía Malaysia, sau khi Muhammad Akia vào sân thay cho Talaha, thì đội hình trên sân có đến 6 cầu thủ của câu lạc bộ do Darun Takzim. Giải nhà nghề của Malaysia còn gọi là Malaysia Super League, được tổ chức từ năm 2004. Do Darun Takzim với 6 lần vô địch, vẫn là đội vô địch nhiều nhất. Trong tháng 10 thì đội tuyển Malaysia chỉ có một lượt trận duy nhất tại vòng loại World Cup. Lượt trận tiếp theo của họ sẽ diễn ra trong tháng 11 và họ sẽ là chủ nhà trong chuyến làm khách của đội tuyển Thái Lan. Và đài truyền hình cơ số VC cũng sẽ gửi đến khán giả trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan. Trận đấu diễn ra tại Kuala Lumpur. Có vẻ như Malaysia đang lực bất tòng tâm. Lối chơi pressing tầm cao của Tan Chang Hoa luôn khiến cho cầu thủ hao tổn nhiều sức lực. Đội Việt Nam chơi kín kẽ và phân phối sức cũng tốt. Báo chí châu Á đã gọi đội Việt Nam là khối kim cương của ông Park Seo.
Ông Park Seo là người đã đánh thức bản lĩnh của cầu thủ Việt Nam từ khi đến dẫn dắt U23 thi đấu tại Trung Quốc. Cú pha bóng của Đoàn Văn Hậu. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng và rất nhiều khả năng người vào sân sẽ là Vũ Văn Thanh. Sarun, Matthew Davis, lúc này bóng đá Malaysia đã đầu tư rất nhiều cho đội tuyển quốc gia. Họ có giám đốc kỹ thuật là một người Hà Lan, Peter De Roo, huấn luyện viên thể lực là một người Serbia, Martin Stano. Rất nhiều khả năng là ông Park Hang-seo sẽ rút ra ngoài một cầu thủ tấn công để tăng cường hàng phòng ngự. Thời gian còn lại của trận đấu không còn nhiều. Cầu thủ rời sân là Văn Toàn. Vào sân là Việt Phong. Sự thay đổi trên hàng công. Tuy nhiên cũng phải chờ đợi xem mức độ bị đau thế nào. Trọng Hoàng ra dấu thay người. Matthew Davis. Việt Phong. Đây là một vườn lãng lạ lẫm của Park Hang-seo. Những giây phút rất đúng rồi. Tân binh Việt Phong. Việc Việt Phong được tập trung cho đội tuyển Việt Nam ở lần thi đấu này là một dấu hỏi lớn. Và cuối cùng thì dấu hỏi đó vẫn được có mặt trên sân. Đó là một phương án có thể nói là đem đến rất nhiều những thắc mắc cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Chúng ta hãy chờ xem cái cách sử dụng con người của Park Hang-seo là như thế nào. Trọng Hoàng xin thay, tuy nhiên đội Việt Nam đã thay đủ cả 3 cầu thủ. Và vừa rồi thì Việt Phong ngay khi vào sân thay cho Văn Toàn đã có một pha bứt tốc tạo nên sự hào hứng. Cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đang có mặt trên khán đài A của Sân Quốc gia Mỹ Đình. Matthew Davis, hậu vệ cánh của đội tuyển Malaysia đang bị chuột rút. Và người đang hỗ trợ cho Matthew Davis lại là Quang Hải. Một trận đấu tương đối căng thẳng. Cả hai đều đã vắt tương đối nhiều sức. Nhưng thế chủ động vẫn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Chúng ta chơi lớp lang hơn, nhịp nhàng hơn. Và bây giờ vẫn đang là những người dẫn điểm. Sumare. Những pha quay bắt hợp lý của cầu thủ áo đỏ. Kobinong không thể dứt điểm chuẩn xác. Pha chạm đầu vừa rồi là của Brendan Gan. Đức Huy và Văn Hậu.
Anh Đức. Anh Đức vào sân và đã làm tốt vai trò của mình, luôn luôn gây được áp lực với bộ đôi trung vệ đối phương. Phút thứ 90, khoảng cách một bàn vẫn đang thuộc về đội tuyển Việt Nam. Malaysia thi đấu căng sức ra từ đầu và khi họ xuống sức thì biểu hiện lực bất tòng tâm thì rất rõ. Lối chơi tập trung kín kẽ của toàn đội Việt Nam cũng khiến cho đội bàn có thể nói là rất dễ nản. Hiệp 2 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Malaysia thay cầu thủ thứ hai. Vào sân là Siami Safari. Siami Safari là hậu vệ cánh phải đá chính của đội tuyển Malaysia ở AFF Cup năm 2018. Đó là một cầu thủ trẻ trung, sông sáo. Nhưng anh đã mất chỗ sau khi bóng đá Malaysia sử dụng những cầu thủ nhập tịch như trường hợp của Matthew Davis và Corbin Ong. Vừa rồi thì Siami vào sân thay cho chính Matthew Davis, hậu vệ cánh phải đá chính của Malaysia ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam đang tiến rất gần đến thắng lợi đầu tiên ở vòng loại World Cup. Và nếu thắng thì đội tuyển sẽ nhận được 1 tỷ phần thưởng của tập đoàn City Group và 500 triệu phần thưởng của tập đoàn Danco. Đường truyền không chính xác. Đoàn Văn Hậu. Anh Đức. Cú bấm bóng của Sarun. Sumare. Quế Ngọc Hải chơi rất hay trong trận đấu này. Corbin Ong. Safawi. Việt Phong. Sarun. Ở câu lạc bộ Viettel, Việt Phong không thường xuyên được thi đấu chính thức. Việc ông Phan sơ gọi lên đội tuyển ít nhiều tạo ra những sự ngỡ ngàng. Việt Phong đã có vinh dự thi đấu những phút cuối cùng. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Đặng Văn Lâm. Thời gian gần như không còn cho những nỗ lực của bóng đá Malaysia. Những giây cuối cùng của trận đấu. Trận đấu diễn ra vào ngày 10 tháng 10 kỷ niệm 65 năm giải phóng thủ đô. Gần như chắc chắn là một chiến thắng của đội Việt Nam. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết rồi. Trọng tài Nghĩ Lan Bunyadifat đã nổi tiếng còi mãn cuộc. Đội tuyển Việt Nam đã có thắng lợi đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Một trận đấu mà mọi chuyện đều đi theo những tính toán của huấn luyện viên Park Seo. Mặc dù có thời điểm, Malaysia đã vùng lên hết sức mạnh mẽ. Xin chúc mừng Quang Hải và các đồng đội của anh. Và xin chúc mừng các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Một lần nữa chúng ta lại tự hào, là lại hạnh phúc vì là người Việt Nam. Bóng đá Việt Nam lại đem cho chúng ta những niềm vui. Và cuối cùng chúng tôi xin cảm ơn Next Media đã chia sẻ bản quyền với VOV và VEC để phát sóng phụ khán giả cả nước tận hưởng niềm vui chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay.